Giáng sinh lại đến, ôi thánh thiêng cao vời, muôn dân hợp hoan chung tiếng lời tạ ơn. Cùng nguyện cầu xin Chúa thương trần thế, đem an vui cho những ai đợi mong. Nào hỡi ai lạc bước, mau đến bên nồi hèn, ngôi hai vừa sinh trong tuyết lạnh mùa đông. Kia mùng đông đã đến tôn thờ Chúa, sao nhân gian còn lãng quên thờ ơn. Cùng về Bethlehem mà ai ơi, tiếng chuông rao nương đang ngân vang, báo tin ơn lành cho ai luôn mến yêu an bình. Nguồn vì sao sáng trên cao lấp lánh muôn màu như hoa đăng, chiếu sáng tình cầu tràn nhiệm màu, mừng con Chúa Giáng sinh. Cùng về Bethlehem ông ai ơi, tiếng chuông giao đường đang ngân vang, báo tin ơn lành cho ai luôn muôn vì sao sáng trên cao lấp lánh muôn màu như hoa đăng, chiếu sáng tình cầu tràn nhiệm màu, mừng con Chúa ra đời. Giáng sinh lại đến, ôi thánh thiêng cao vời, muôn dân hợp hoan chung tiếng lời tạ ơn. Cùng nguyện cầu xin Chúa thương trần thế, đem an vui cho những ai đợi mong. Nào hỡi ai lạc bước, mau đến bên nồi hèn, ngôi hai vừa sinh trong tuyết lạnh mùa đông. Kia mùng đông đã đến tôn thờ Chúa, sao nhân gian còn lãng quên thờ ơn. Cùng về Bethlehem mà ai ơi, tiếng chuông rao đường đang ngân vang, báo tin ơn lành cho ai luôn mến yêu an bình. Kìa muôn vì sao sáng trên cao lấp lánh muôn màu như hoa đăng, chiếu sáng tình cầu tràn nhiệm màu, mừng con Chúa Giáng sinh. Cùng về cùng toàn thể quý vị. Những giai điệu rộn ràng vui tươi của bài thánh ca Cùng về Bethlehem mà tập thể ca nhạc đoàn Cecilia giáo xứ Nghi Lộc vừa thể hiện
là lời mở đầu cũng là chủ đề của đêm nhạc hội 15 mừng Chúa Giáng sinh năm 2018 đêm nay. Chúng con anh Tuấn và Đoan Trang xin gửi lời chào trân trọng và lời cầu chúc bình an đến quý cha, quý thầy, quý sơ, quý hội đồng mục vụ, các vị khách quý cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa và bạn bè gần xa đã hiện diện trong đêm nhạc hội mừng đại lễ Giáng sinh năm nay. Cùng về Bethlehem, chúng ta đang hân hoan trong niềm vui ngập tràn, hòa cùng bước chân với ba vua phương Đông xưa, tìm về Bethlehem triều bái hài nhi vừa giáng thế. Cùng về Bethlehem, từ trong u tối và giá lạnh, một vầng sáng ấm áp đã tỏa lan để gieo vào lòng người những hy vọng tình yêu và ơn cứu rỗi. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Kính thưa quý vị, hiện diện trong chương trình đêm nhạc hội Cùng về Bethlehem đêm nay, chúng con hân hạnh chào đón cha quản sứ Giuse Nguyễn Văn Chính. Chúng con xin được chào đón sự hiện diện đầy trân quý của cha quê hương Anton Nguyễn Văn Trí. Chúng ta cùng chào đón ngài một bằng một tràng pháo tay thật lớn và thật dài. Vâng, xin cảm ơn. Và về dự chương trình nhạc hội đêm nay còn có các quý tu sĩ nam nữ, quý hội đồng mục vụ, quý khách xa gần. Bên cạnh đó là sự hiện diện của anh chị em không cùng niềm tin tôn giáo. Chúng ta cùng chào đón nhau bằng một tràng pháo tay thật lớn và thật dài ạ. Vâng, và để chính thức khai mạc đêm nhạc hội mừng Chúa Giáng sinh năm nay, chúng con trân trọng kính mời cha quản sứ lên sân khấu để khai mạc chương trình. Chúng con xin kính mời cha. Chúng ta hãy cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn và thật đánh giá để chào mừng cha quản sứ. Trân trọng kính quý gia quê hương, kính thưa quý hội đồng mục vụ, giáo xứ, giáo họ, các quý vị ban ngành, kính thưa quý ông bà và anh chị em, mọi người về với giáo xứ Nghi Lộc chúng tôi hôm nay. Tôi cũng như quý cha quê hương, quý hội đồng mục vụ, thay lời cho toàn thể cộng đoàn giáo xứ Nghi Lộc, xin có lời chúc mừng Giáng sinh tới tất cả mọi người về với giáo xứ hôm nay. Nguyện xin Chúa Giêsu hài đồng tuân đổ ơn lành của Ngài xuống trên mọi người, mọi gia đình, để rồi trong cuộc sống chúng ta luôn lãnh nhận được sự bình an. Xin Ngài đồng hành hướng dẫn để từng công việc của mọi người, mọi gia đình chúng ta thành đạt như nguyện cầu của mọi người. Tôi cùng với quý cha quê hương hân hạnh được đón tiếp tất cả mọi người về với giáo xứ Nghi Lộc trong cái đêm Giáng sinh này. Và hòa chung với niềm vui của Hội Thánh, giáo xứ Nghi Lộc mừng lễ Giáng sinh và có đêm diễn nguyện với chủ đề Cùng về với Bethlehem. Giờ đây tôi chính thức công bố đêm diễn nguyện được bắt đầu. Hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn và thật lớn nghĩa là
Vâng, chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay nữa để chúng ta bắt đầu chương trình ạ. Vâng, chúng con xin cảm ơn cha quản sứ.